Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trâu tấn công khiến nhiều người thương vong. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15 tháng 2, trong lúc đang đi bộ trên đường thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Cụ bà 80 tuổi tên Dê bất ngờ bị một con trâu đực lao đến tấn công. Chủ trâu và người dân chạy đến xua đuổi, liền bị trâu húc bị thương. Vụ việc khiến cụ bà tử vong tại chỗ, hai người nhập viện cấp cứu. Sau khi tấn công nhiều người, con trâu chạy vào vườn nhà dân. Lực lượng chức năng sau đó đã phải sử dụng súng để bắn hạ con trâu. Con trâu này do ông T. M. Quy, chú thôn 6 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, mua về từ một xã miền núi cách đây ít ngày. Do bị đứt dây buộc, con trâu đã lao ra đường và gây ra sự việc kể trên. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ trâu húc người dẫn đến thương vong. Mới đây nhất là sự việc xảy ra tại Quảng Trị tháng 12 năm 2023. Trong lúc đi vào rừng tìm trâu, bò thả rông, hai người dân đã bị một con trâu tấn công khiến một người tử vong. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vụ việc trâu húc chết chủ. Cụ thể, trong lúc ra ruộng kiểm tra tình hình trâu vào ban đêm, một người đàn ông đã bị con trâu nhà nặng 200kg húc dẫn đến tử vong. Tại Thanh Hóa, vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông đang trên đường đi làm về thì bị trâu húc dẫn đến chấn thương tim phổi, gãy nát xương vùng ngực. Tương tự tại Hà Giang, một bé trai 2 tuổi khi theo mẹ đi chăn trâu cũng bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não hôn mê sâu. Một vụ việc khác xảy ra tháng 2 năm 2023, một người phụ nữ trẻ đang đi xe máy trên đường D thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội bị trâu điên tấn công dẫn đến vỡ gan. Trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn gây không ít trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tránh đến gần đàn châu bò để cho ăn, chăm sóc khi đang chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc. Nếu không may bị châu húc, dù là vết thương nhỏ, nạn nhân cũng cần được nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác các chấn thương và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc ra soát tình trạng chăn ra súc thả rông mà chưa có kiểm soát ở nhiều địa phương, đặc biệt là tình trạng châu bò thả rông tham gia giao thông cùng người dân và các phương tiện trên các tuyến phố, khu đường đê và các khu đô thị mới.